Chào các bác, hôm nay mời các bác nghe đôi loa Uncho 77FX ghép với con Pioneer 120D. 120D này thì công suất nó là 300W thôi. Nó chạy hai biến thế nguồn độc lập. Cái bộ này thì em phối thêm cả con vang để cho anh em vừa hát vừa nghe nhạc. Đôi Uncho 77FX nó sở hữu tép kèn rất là hay. Trong dòng 77 thì chỉ có 77FX và 77FX là mã là nó sử dụng tép kèn thôi. Đôi hôm nay về rất là đẹp. Loa thì hơn chục triệu, còn âm ly với vang thì nó rẻ hơn. Tóm lại cả bộ này nó chỉ khoảng tầm trên 20 triệu. Nếu các bác không hát thì các bác có thể bỏ vang. Thì một bộ thì nó chỉ rơi vào hơn chục triệu. Đấy, thì khi không có vang nữa thì các bác chỉ đơn thuần nghe nhạc thôi. Còn khi có vang này thì các bác hát rất là hay. Bản thân đôi Uncho 77FX này thì nó vừa hát vừa nghe nhạc rất là chuẩn. Bát nó là bát màng carbon, thùng rất là chắc và nặng. Đôi hôm nay thì quá đẹp luôn, xuất sắc. Ghép với con này thì 300W thì điều trị rất là tốt rồi. Khi bác ghép thêm vang vào nữa thì âm sắc nó sẽ hay hơn. Các bác để ý tiếng bát nó đánh rất là sâu. Các bác cho vang vào nó rất là ok. Dòng 77FX này thì tiếng trung của nó rất là tốt. Bass nó rất là sâu, trung tốt, anh em hát nó rất là hay. Sở hữu tép kèn nữa thì các bác có thể chơi những cái bản nhạc hòa tấu không lời lên rất là chuẩn. Em đang ghép từ trên máy tính. Thì tiếng bass nó rất là sống. Đôi này nặng khoảng 60 cân. Thùng rất là đẹp. Thùng nó Bombay, sản xuất tại Nhật cuối thập niên 80. Đôi này thì về còn rất là đẹp. Gần như là hàng còn rất là khức. Hàng mua đấu giá siêu thị. Mua hàng siêu thị thì rất là đẹp. Khi các bác hát thì các bác cho cái volume này to lên thì hát nó sẽ bắt mic, còn cho volume của vang nhỏ thôi thì hát nó sẽ hay hơn. Đấy. Các bác có nhu cầu sở hữu combo này thì có thể alo cho em. Và các bác nào mà có đôi này rồi mà muốn chơi con Pioneer này thì cũng alo cho em. Hoặc ngược lại, có thể bán đơn lẻ. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi các clip của Thắng Auto.